Danh hài Hoài Linh tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1969. Hoài Linh và vợ Thanh Hương quen biết trước khi Danh hài di cư qua Mỹ. Khi đó, Thanh Hương làm việc tại quán karaoke mà Hoài Linh thường lui tới hát. Anh cảm mến bà xã ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, và sau đó luôn mang trong lòng nỗi nhớ nhung. Trở lại Mỹ, không phút giây nào Hoài Linh thôi nghĩ về người con gái quê nhà. Chính tình yêu sét đánh đó đã thôi thúc Danh hài trở về Việt Nam gặp Thanh Hương vào tháng 8 năm 1986. Chuyến hồi hương năm ấy, Hoài Linh đã chinh phục trái tim bà xã bằng sự chân thành, mộc mạc, khi ngày ngày theo dõi mỗi nơi Thanh Hương đi, đến và làm việc. Họ quyết định tiến tới hôn nhân khi thực sự đồng cảm cùng nhau trong cuộc sống. Tháng 4 năm 1997, Hoài Linh bảo lãnh Thanh Hương sang Mỹ chung sống và tổ chức một lễ cưới ấm áp, hạnh phúc với sự tham gia của nhiều anh chị em nghệ sĩ trong nước và hải ngoại. Khi đó, Hoài Linh mới 29 tuổi và đám cưới của anh là do nghệ sĩ Ngọc Dào làm chủ hôn. Được biết, Thanh Hương, vợ của Hoài Linh là người ở Bến Tre. Danh hài Hoài Linh tiết lộ, CD tình karaoke chính là dành để nói về cuộc gặp gỡ định mệnh với Thanh Hương tại chốn cũ ngày xưa. Hoài Linh tự nhận là một người cha vô cùng khó tính, nhưng không ép buộc con cái, chỉ muốn con làm gì cũng phải biết phấn đấu và phải có cái tâm. Hoài Linh có hai người con ruột là Võ Lê Thành Vinh và người con Út 5 tuổi. Hoài Linh từng chia sẻ, đứa Út nói ra mang nhục nhã chút, ông bà ta nói, cha già con mộng chơi vơi, cha làm trói chết con chơi tối ngày. Hồi đó Linh có cười một người rồi, mà đúng thiệt, ông bà mình nói không có câu nào sai. Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Hiện giờ người ta cười lại Hoài Linh, anh nhục hết biết nhưng mà không sao. Con là cái phước, cái lộc, thôi trời cho sao thì mình lãnh vậy. Hoàn cảnh cũng éo le lắm, lấy nhau 10 năm và ly thân 9 năm không có đứa con nào hết. Vậy mà về sáp sáp lại sinh ra đứa con Út. Ngoài ra thì Hoài Linh cũng có rất nhiều con nuôi. Trong đó hai người con nuôi được nhiều người biết đến là Hoài Lâm và Cao Hữu Thiên. Mới đây Hoài Linh vừa nhận bé Nguyệt Cát, đáng yêu của Danh hài Thúy Nga làm cô con gái bé bỏng của mình. Trong một show truyền hình, nữ ca sĩ Hà My, cháu gái của danh ca Thái Châu, đã bất ngờ chia sẻ Hoài Linh chính là mối tình đầu của cô. Cả hai đến với nhau trong khi Danh hài đã có gia đình riêng. Hà My chia sẻ trên truyền thông, Hoài Linh chủ động về tìm cô. Cô nghĩ có lẽ thời điểm đó, cuộc sống hôn nhân của Hoài Linh sẽ ra vấn đề. Có cái gì đó thì anh mới về trở về tìm cô, chứ không phải cô là một người phụ nữ đã biết người ta đang hạnh phúc mà đi giật chồng. Tuy không đến được với nhau, nhưng Hà My cho hay, cô và Hoài Linh vẫn còn rất nhiều ân tình. Khi Danh hài về nước, anh thường chở cô đi hát. Hà My chia sẻ thêm, dịp sinh nhật Hoài Linh, anh mời cô lên sân khấu hát cùng và nói với mọi người rằng, các bạn biết không, hồi xưa tôi yêu cô này dữ dằn lắm. Giờ đây mỗi lần nhìn vào mắt Hoài Linh, Hà My đều thấy anh có một cái gì đó. Hà My khẳng định, dù đã trải qua hai đời chồng nhưng với cô, mối tình với Hoài Linh mới là khắc cốt ghi tâm. Mỗi lần hay tin Danh hài ốm đau, cô đều rất xót xa. Ngược lại, Hoài Linh cũng rất nhiều lần âm thầm giúp đỡ cô.